Còn mình xin kính chào toàn thể quý vị, chào tất cả anh chị em nhà đầu tư cũng như là các anh chị em môi giới bất động sản. Quang Minh đang có mặt tại xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đang đi trên đường cây gõ nha các anh chị. Đường cây gõ là song song với đường tỉnh lộ 15. Quang Minh làm cái video này để chào đến toàn thể quý vị một lô đất, một sẹt đường cây gõ này. Lô đất có diện tích là 645 m. Bây giờ mình rẽ phải nè, rẽ phải vô cái đường gì Võ Thị Triệu gì đây nè nha các anh chị. Chạy vô con đường đá này, chạy vô khoảng tầm 300 m là tới vị trí lô đất nha. Chiều ngang lô đất là 24,5 m, chiều dài là khoảng 25 m, nở hậu là 29 m. Chức năng lô đất này là đất ở tại nông thôn, có 300 m đất thổ cư rồi nha các anh chị, có 300 m đất thổ cư rồi. Quang Minh review sơ cái con đường đi vô miếng đất một tí, rồi có gì tí xíu nữa Quang Minh sẽ quay cái cuốn sổ đất và test cái thông tin quy hoạch cái miếng đất này cho cả nhà mình xem luôn nha. Lô đất này là đất ở tại nông thôn á, khu dân cư, đất ở nông thôn, có 300 m đất thổ cư rồi. Này, lô đất nằm bên tay trái nè các anh chị, nằm bên tay trái nè. Để Quang Minh xuống quay review xung quanh cái vị trí lô đất này cho cả nhà mình xem nha. Quang Minh quay sơ lại cái con đường mình mới đi vào nè. Trước đất có cái căn nhà đối diện. Lô đất này nó hai mặt tiền nha các anh chị. Đất mình hai mặt tiền. Đây, mặt tiền đường bên hông nè. Cái đường bên hông này để đi ra một số ít căn nhà ở phía sau. Đất mình là ngay cái cọc này. Từ cái cọc này chạy qua bên kia là 24,5 m. Trên đất là đang trồng cây cỏ mía nha các anh chị. Nè, qua tới cái ranh đây nè. Qua tới ngay cái ranh này là 24,5 m. Bên tay trái là có căn nhà là dân người ta đang ở ha. Vị trí lô đất tôi cũng gần trung tâm xã An Phú. Đó, qua tới đây là 24,5 m nha các anh chị. Lô đất khá là đẹp, chiều ngang cũng khá là lý tưởng. Có 300 thổ cư rồi. Các bạn mình đi vào cái đường bên đường hẻm bên hông này cho cả nhà mình xem luôn ha. Đó, trên đất mình là đang trồng cây cỏ mía nè. Lô đất mình nó cũng gần bằng với mặt tiền hẻm nha. Không có thấp hơn bao nhiêu nha các anh chị. Đó, tới cái hàng rào phía sau đây là 25 m, nở hậu là 29 m. Xung quanh đất là không có mồ mả gì nha các anh chị. Đó, mình quay phía sau luôn á. Phía sau đất là có căn nhà. Cái hẻm này là nó trên sổ không thể hiện là cái hẻm, nhưng mà trên file quy hoạch là vẫn có nha các anh chị. Trên cái file quy hoạch đó là ở cái hẻm bên hông đây vẫn để là hẻm đất. Còn cái đường ở phía trước đất là đường Võ Thị Chiêu gì đó, có tên đường luôn nha, Thị Chiêu Thị Chịu gì á, một sẹt đường cây gõ. Ok, bây giờ để Quang Minh
tiếp tục quay cái cuốn sổ đất và test cái thông tin quy hoạch cái lô đất này cho các anh chị mình xem qua nha. Thửa đất số 67 tờ bản đồ 40, địa chỉ là xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích là 645,1 m nha các anh chị. Đất ở tại nông thôn là 300 m nè. Còn lại là đất trồng cây lâu năm là 345,1 m. Cái sổ cái bản vẽ hiện trạng của cái sổ đất nè. Ở phía trước là 24,47, là gần 24,5 m nha các anh chị. Ở phía sau là 29,14 nửa hậu nha các anh chị. 300 thổ cư, trên sổ là vẫn thể hiện đường đất. Cái hướng của lô đất này là hướng đông nam. Nam nó lệch về đông ít nha các anh chị. Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 3 tháng 4 năm 2018. Rồi bây giờ Quang Minh sẽ test cái quy hoạch cái sổ đất này cho quý vị xem luôn. Bây giờ Quang Minh vô cái bản đồ xã An Phú ha. Xã An Phú. Tờ bản đồ 40. Thửa đất là 67 nha các anh chị. Thửa đất 67. Đây. Thửa đất này các anh chị. Cái con hẻm bên hông nè. Hẻm bên hông nè. Cái này nó vẫn để là hẻm đất ha. Thửa đất mình 67 đây. Mình copy cái thửa đất này. Mình vào cái ranh nha các anh chị. Mình bắt vô. Đây. Bắt vô cái thửa đất mình đây nè. Ký hiệu số 80 ha. 80. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất điểm dân cư số 3 thuộc xã An Phú nha. 80. Bây giờ Văn Minh vào cái chi tiết 1/2000. Xem quy hoạch ở Củ Chi khá phức tạp nha các anh chị. Phải ghép nhiều cái mảnh ghép vô mới ra cái thông tin quy hoạch á, không có đơn giản nha. 80 đây. 78 79 80 xã An Phú nè. Mình bắt vô. Đây nè các anh chị, đây thửa đất mình đây nè. Đó. Trên file quy hoạch nó vẫn thể hiện cái hẻm bên hông này ha. Đó, còn mình tô đậm cái thửa đất mình lên á. Đường đất. Ở ngoài đây là đường cây gõ nè. Cái đường đỏ đỏ này nè. Là đường cây gõ. Đường cây gõ nó chạy từ cái điểm đầu của nó là tỉnh lộ 15 nè. Từ đây nè. Chạy vô đây.
chạy hết đường cây gõ, nó vẫn chạy ra cái vẫn chạy ra tỉnh lộ 15 lại nha các anh chị. Đó, ra tỉnh lộ 15 nè, đây là đường tỉnh lộ 15 nè. À, lô đất mình là chỉ một sẹt đường cây gõ thôi, đường đất phần mình đo từ cái đường cây gõ vô ngay vị trí lô đất thử bao nhiêu mét nha. Hai trăm bảy mươi mốt mét nè các anh chị ha. Cho nên nãy Quang Minh nói là tầm 300 mét, chưa tới 300 mét là tới vị trí lô đất ha. 271 mét. Rồi Quang Minh cho cả nhà mình xem cái ký hiệu luôn ha, phải đất ở tại nông thôn hay không, màu vàng vàng á, sọc xuống màu vàng nè, đất ở nông thôn nè. Màu vàng nè các anh chị, màu này là trùng khớp với vị trí ngay lô đất mình ha. Đây, cái màu vàng sọc xuống nè. Đó, đất ở tại nông thôn. Ok nha cả nhà. Rồi Quang Minh báo cái giá cho quý vị luôn ha. Lô đất này có giá bán là 2 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng nha. Trên tổng diện tích là 645 mét. Cả nhà mình nhớ gọi trực tiếp cho Quang Minh thông qua số điện thoại quen thuộc là 0937234579 và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Quang Minh nha cả nhà. Đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để cập nhật những video mới từ kênh Bất Động Sản Quang Minh. Trước khi kết thúc video, Quang Minh xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phó Đức Phương, bài hát Không Thể Và Có Thể do chính Quang Minh thể hiện. Quang Minh xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Thời gian đã qua đi, không thể trở lại. Dòng sông đã ra đi, làm sao về chốn cũ. Nếu có sông sâu, không thể thiếu những cánh buồm. Áng mây trên đầu, không thể ngừng trôi. Còn đâu mình dương gian khi úa tàn mặt trời, bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối. Đã có sông sâu, không thể thiếu những suối nguồn. Vâng anh trên đời đâu còn tình yêu. Trở lại vết thương ngày nào có thể lìm ra, nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ. Bồi hồi ngày gặp nhau, xua tan đi bao nỗi mong nhớ. Vòng tay yêu thương có thể rộng mở, bóng mây buồn sâu có thể dần tan. Và điều này thật dồn dàng êm mãi. Có thể một ngày mai chúng ta sẽ
còn đâu miền dương gian khi hóa tan mặt trời, bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối. Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn, vắng anh trên đời đâu còn tình yêu. Người đã ra đi có thể trở lại, vết thương ngày nào có thể lìm ra, nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ. Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ, vòng tay yêu thương có thể không mờ, bóng mây buồn sâu có thể dần tan, và điều này thật rộn ràng êm ái. Một ngày mai chúng ta sẽ người đã ra đi có thể trở lại, vết thương ngày nào có thể lìng ra, nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ. Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ, vòng tay yêu thương có thể rộng mở, bóng mây buồn sâu có thể dần tan, và điều này thật rộn ràng êm mãi. Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành thành